Chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh Công giáo News. Kính thưa quý vị, nhà lãnh đạo Công giáo hàng đầu của Miến Điện đã gây ra một phản ứng phẫn nộ hôm thứ Sáu sau khi những bức ảnh được tung ra cho thấy Ngài đang cắt bánh Giáng sinh với Tổng tham mưu trưởng quân đội, là người đã tung ra một cuộc đàn áp đẫm máu đối với những người bất đồng chính kiến và gây nên các cuộc đụng độ trong các khu vực đa số theo Kitô giáo. Tờ báo của Miến Điện do nhà nước hậu thuẫn đưa tin Đức Hồng Y Shaklibo đã gặp Tổng tham mưu trưởng hôm thứ Năm trong một buổi văn nghệ hát mừng Giáng sinh và nói về các vấn đề hòa bình và thịnh vượng. Đức Hồng Y Shaklibo, người được Đức Thánh Cha Francisco tấn phong Hồng Y vào năm 2015, sau đó đã đăng một bức ảnh từ cuộc Jerusalem lên tài khoản Twitter của mình, cho thấy hai người với nụ cười trên môi khi họ cùng cắt một chiếc bánh Giáng sinh. Một bức ảnh được truyền thông nhà nước đăng tải cho thấy họ ngồi cùng nhau trước cây thông Noel, trong khi một bức ảnh khác cho thấy tướng Min đang trao số tiền quyên góp trị giá 20 triệu kiat hay 11.200 Mỹ Kim. Miến Điện đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi vào tháng 2, với hơn 1.300 người thiệt mạng trong các cuộc trấn áp những người bất đồng chính kiến. Lực lượng dân quân chống đảo chính đã mọc lên trên khắp đất nước để chống lại chính quyền. Một số cuộc giao tranh đẫm máu nhất đã xảy ra ở các khu vực đa số theo Kitô giáo. Vào tháng 10, Hoa Kỳ cho biết họ rất lo ngại về các báo cáo theo đó lực lượng an ninh đã vi phạm nhân quyền và phá hủy hơn 100 ngôi nhà cũng như nhà thờ ở bang Chin, nơi phần lớn dân chúng theo Kitô giáo. Cho dù các nhà thờ Kitô giáo đang bị đốt cháy, ngay cả khi đó Hồng Y Bo vẫn chấp nhận gặp ông ta, một người dùng đã đăng trên mạng xã hội bên dưới một báo cáo về cuộc họp của họ. Mọi người không nên đến và cầu nguyện với Hồng Y Bo nữa. Điều này không đại diện cho người Công giáo. Tại sao Ngài lại cắt bánh với một kẻ giết người như vậy? Người khác đã viết, người Công giáo Miến Điện được nhiều người kính trọng vì lập trường thẳng thắn chống lại bọn quân phiệt Miến Điện. Chính Đức Hồng Y Bo cũng nhiều lần lên án cuộc đảo chính của quân phiệt Miến Điện vào tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, Ngài chủ trương đối thoại hơn là giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Dù thế nào, những tấm ảnh này là rất tai hại và có khả năng gieo rắc một sự nghi kỵ với người Phật tử Miến Điện. Cảm ơn quý vị và anh chị em đã lắng nghe và đừng quên cầu nguyện cho giáo hội đứng vững trước những thách đố khó khăn của thế giới.